BB. Sớm thế ghê. Dậy sớm thế. Không ngủ nè. Đi cũng dậy nè. Ai đợi? Ai đợi chút nữa nào? Đi lấy căng này nha. Vì ở đây thì đưa đi lấy căng này nào. Đi nhá. Bị đâu rồi? Nghe đi làm gì à?
Sao này Bi lại dậy sớm vậy? Chị dậy đi ăn sáng thế hả Bi? Hả? Bi nào? Nào Bi ngồi xuống đây với anh Bi nhá. Nào. Đấy. Thôi Bi. Nào ngồi đây nào. Ngồi đây để ôm chị nào. Đây. Rồi Bi đâu? Hai em ôm chị nhá. Anh Bi để ý em đi. Chị ôm chị nhá. Rồi, gọi đồ rồi, đợi xíu rồi người ta mang đồ ra nhé. À, tí nào, chị lấy bát đây nè. Chị chuẩn bị đồ hai đứa này, nghe chưa? Rồi, đợi một xíu rồi người ta mang đồ ra nhé. Ui trời ơi, nóng lắm đó nha. Đợi xíu cô mang thêm cả bánh mì ra nữa đó Bi à. Thank you.
ăn đi, em chỉ thích ăn bánh mì với các đồ chay thôi, mà không thích ăn thịt. Em ăn đi nha. Ngon đi ạ. Ngon đi. Tí nghịch gì đấy tí. Tí ăn ở đâu rồi đi. Ngon không? Đi ra đây nào.